Nó là nguyên nhân ơi Jennifer. Hồi nãy sao? Tụi mình sao? Rồi sao nữa? Con thèm nói với con em luôn. À, có nghĩa là con không thèm nói, ý là không thèm nói. Sao mà em luôn không nói? Nói rồi, mét ba mà không có làm gì đâu. Mà em cứ nói là lần sau lần nữa là ba đặt như tụi mày xong giờ là Chị hư cái tủ. Đúng rồi, nói tụi mày cũng không dẹp mà ba cũng xử. Ừ, có nghĩa là hồi nãy tụi mình chơi game mà con không thèm nói luôn, con im luôn, phải không? Bây giờ mét mà đâu không thèm mét luôn á, ý là mà bây giờ thấy là chửi mà hồi nãy không bữa con quay phim con gửi á cũng bình thường. Hôm qua con quay phim con thèm gửi luôn. Mệt đã quá cây lì do nhiệm vụ mà không xử lý gì chưa để tụi mày lì chi. Cho nên là con phải đánh với lại coi nghe tại đây để con quay phim cho. Con phải đánh chính lại coi. Tái đặt luôn mày. Im đi. Con trời dữ kìa, dám mà nạt với ai luôn rồi bị chơi ai xử luôn. Rồi xong phim. Tái. Tái.